Đây, mời đây. Vậy là tao có con nhờ, chứ tao đâu có vợ đâu. Ngồi đây, bố đứng. Thằng nào không có vợ, tao phái. Tao phái cái tiền, mẹ. Cái tiền mà tao có con nhờ. Mà tao sai con tao được, nó có vợ. Sườn nướng hả? Ừ, bà ra mớ sườn đi. Vậy? Ủa, tao mắc cười quá à, đồ nhậu tao không biết đâu, có cảm giác tao ăn cái chán phái à. Đây, mời bán đây. Anh Ba Toàn bắt nguyên cả đống. Thôi mày lọc hết luôn đi. Ừ thì lọc hết. Đấy, rửa xịt nãy rửa chưa? Rửa chưa? Rộng ở dưới địa mà. Không rửa chút nữa ăn. Ngồi rửa lại. Ngồi rửa lại nữa. Ừ, đâu có ăn xịt đâu. Giữ mấy cái mai này lại nè. Ờ lấy gạch ngon lắm á. Trời ơi đang me lấy gạch còn có miếng gì đâu. Có gạch mà bỏ luôn. Ờ vậy lấy con cái chén với cái muỗng nhỏ rồi. Ờ cái gạch này ấy lên là béo lắm á. Béo lắm mẹ. Cô đồng nha đi không mẹ. Nó con này bự nè. Đó bự quá. Ủa em ướp sườn nướng vậy? Chị cút nướng luôn. Đây rạp chuẩn bị. Miền Tây nước lớn. Chị nay có món gì sườn nướng, cút nướng, cua rang me. Chuột lấy gạch chuyên nghiệp mày về qua ấy cái nước nó ra đi rồi ấy vô vũ cái nước nó ra ra ngoài rồi vũ ra ngoài rồi xong cạo à cái nước đen đen vũ ra ngoài hả? Ừ không có chết đâu. Ủa mẹ không chết mà nó ỉa khỉ nó dơ quá không nó còn ngậm chậm nó vũ ra vũ sạch gạch nó luôn. Ồ, hai cái này ngon nha. Nè, nó con càng bự nè. Không. Đặc sản. Đặc sản Bến Tre. Há đi mấy chục lần rồi mới có món này á. Mơn một toàn ha. Chưa được chục lần nữa à. Đụng, có thấy đâu. Có con cua sữa nữa hay gì nè. Nãy tách thấy con cua sữa. Không biết thấy gặp nó. Trời, ủa nào nào mở lạnh à? Chắc hang mập. Thì đó. Heo. Vũ. Đúng. Thôi vậy đem cái này vô ha. Ừ, đem nó vô trước đi. Ê mày dắt nước cái coi. Đưa tay ừ. Rồi đây. Đây bàn giao cho đầu bếp. Đâu đầu bếp ơi.
Em ơi, cá này cá bơi, cá tra, cá hú, cá bông lam. Nè, đục ngon ghê. Bán cá nhìn có biết cá gì? Bán cá biển đâu, bán cá sông đâu. Đây là bếp. Quay kỳ lắm á, quay khúc trên đừng quay khúc dưới nha ba. Mãi ăn tiền. À, chị cái tôm này bỏ vô canh lẩu rồi lẩu. Xào. Xào. Ừ? Xào với cái này nè. Bây giờ đi mua nước bánh đi. Rồi có rồi. 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 Cái này nướng luôn ba. Hả? À, cái đó nướng. Chị cô nướng hả? Không. Dấu. Vũ rớt luôn cục. Ai biểu cho tôi kêu Vũ? Bữa nãy tao cạo luôn cái quỷ. Nãy hả? À. Cạo cái miệng ăn cạo chi? Ăn cái giò ngon mày. Ừ, cái này gạch này ngon à. Cái gạch này biết sao không? Chiên xong á. Cái mình xào thử ấy lên. Trời coi cái đổ lên. Mà nó béo. Đâu có biết đâu, chị Hoàng nó kiếm chuột. Trời ơi, chiên xả. Chiên xả ớt. Ủa, tôi đi đây biết nhiêu lần có thấy mặt con chuột đâu. Con quỷ không. Ê, con đực. Đực. Thôi bỏ, bỏ. Bỏ. Cái gạch, cái gì đâu. Nó không có gì á. Đực mà, có gạch gì đâu. Nó đen hôi ớt à. Nó không có gì á, ăn không có gì á. Ăn có chết đâu mà chứ tôi sợ. Không ăn, con ăn chứ. Đúng rồi, mày bỏ vô đó rồi mày biết cái nào ăn cái không ăn. Cái vàng mới làm thôi. Chị ơi, cái này xào với cái gì vậy? Chị biết cái gì vậy? Ủa, Siro cũng đi học luôn hả? Ừ. Thi luôn hả? Ừ. Đang... Còn cái này. Thôi bỏ đi, mày quá trời. Bồi bối. Vừa lòng chưa? Ok. Mày. Rung tay, anh này anh rung tay. Đâu dở anh cô ơi, bự ra. Ai bị shit dở rung tay quá. Này anh miệng rộng nha, ai về vòng chơi Bến Tre liên hệ ảnh là ảnh lo từ A tới Z luôn. Biết đẹo thiệt chứ. Dạ. Chắc không? Chắc không? Thôi khỏi chắc. Mày mày nãy mày không chắc rồi giờ mày chắc. Ồ nè. Nguyên chén gạch luôn. Hai lần liên tiếp luôn nè ơi. Đúng không? Đây con ông qua. Cú rơ mày hả? Ơi, khi tỏi lên nha. Tỏi vàng vàng vét ra. Ái cu ngon ghê. Cu ngon ha. Cu nhìn thấy mê ghê. Bỏ cu vô hả? Em bỏ cu vô chiên. Cái giòn lên, không có làm nước sốt. Sắp lên. Ngồi lên đậm. Được rồi. Còn nó cháy. Ngồi chiên cua nó cháy. Tại cái này nó khó nhớt quá nè. Hả? Cái hồi năm có cái tiền tối nước, nó chơi già không?
Cái vàng hả? Ừ, cái vàng. Em Em cũng đem ký mấy cá. Ủa anh có mua đá ướp gì nè? Cái đó nó đông đá vậy chứ đủ luôn. Được không? Được rồi. thì bỏ trong lạnh chứ. Bỏ rồi. Ủa sao không gỡ cái phao này đâu? Để luôn. Sao vậy? Ăn ngon. Đồng mà. Ủa đồng mà. Mày chiên mẻ mẻ vậy hả? Mở lửa hết sức lên. Mày biết ra hay biết gì? Cua rang ma, ấu quá lộn, cua rang ma. Cái gì? Mà khẩu sao quên mất tiêu rồi. Thôi quên vậy thôi. Có chuyện nó giăng vô mặt con nè. Nữa nó gọi nữa. Tao. Cái này làm cây cay ha, làm cay tụi nó ăn được không? Cay luôn. Cay cay vô. Con cay được không ba tòn? Cay vô ăn mới ngon chứ. Bắt đầu làm sốt đổ lên nha. Từ từ đẩy đi, quay ấm cái này đó. Chết rồi. Ăn riêng riêng cái tư ăn ngon hồi rồi. Ngon giả mang luôn, chưa hết là đã thấy nó ngon rồi. Ngồi rất cái bọc chứ mà. Quay về, mới về chín luôn. Cá hú. Cá ta. Cá ta, em cá hú hả? Ừ. Rồi, làm cái sốt nha. Cá hú, em cá giòn. Gặp dạ. Vô nha. Ồ, đã rất đã. Ủa, múc ớt này đâu rồi bố? Thì lấy cái muỗng múc gặt múc đại đi, có gì đâu. Có gì à? Ớt. Ớt nè, bỏ vô một miếng nữa. Cái nữa. Cái nữa. Ít cay ra, cái đó cái ớt này đâu cay. Ngon quá. Ý nữa, biết cay nữa. Nó cay rồi sao? Me vô nha. Me xong cái lim ăn cái bỏ cua vô. Ôi sạch đẹp biết ta. Mới sạch chứ mày. Trời nó không sạch đâu. Gạt vô. Gạt quá sợ nó ngán. Béo. Hết đường luôn. Hết đường luôn. Đóng, đóng đường luôn. Đóng. Chơi muỗng muối luôn. Ngọt. Đó hột ngọt á hả? Ừ. Muối người ta đó. Muối bột. Đây là bột ngọt. Đây là hạt còn no. Cái này hạt niêm chứ không phải bột ngọt. Thì miếng nước luôn ấy vậy. Cái dài này.
Cháo này nguyên đống này là ngà được không? Sao nó sạch sạch giống quá. Ý xây. Ý xây con gạch nó vàng lắm rồi này. Có. Me của con quỷ này nè, me đen nè. Mẹ. Me có cục nó giống luôn. Ý xây. Mẹo. Dạ chứ mẹ sống mãi chứ tôi mặc được không? Nhưng mà phải đen rồi. Mẹ nào chín không đen? Ý mẹ này lâu quá. Lâu ăn không được. Ý mày. Cao. Thì miếng nó đi. Nó vị ta. Cô giàu không? Không cay đúng không? Đây mà đó không thường. Đi nướng cho tôi mà. Trời, làm xong món này vậy? Mày làm gì gấp chứ vậy? Là tự xử chứ ạ. Trời, tôi quýnh đi. Ý gì luôn. Easy. Rồi nếm cái cây. Mặn. Mặn. Cái này không phải ngọt chua ngọt ngọt. Chua quá. Hết đường luôn. Bếp này nếm riết hết luôn. Đường. Kêu bia đi, kêu bao rồi kêu bia đi. Miếng đường đó. Cũng ngon rồi nè, nhưng mà điều hơi chua. Sao ai không ăn chua rồi chơi. Miếng không? Miếng đường không? Miếng đường. Hết đường luôn rồi, cái gì miếng nữa? Hết luôn. Ừ. Rồi, rồi. Bự. Ừ, má rồi. Cô nhảy, cô nhảy. Càng bờ đê, càng bờ đê. Đổ vô cái hũ á ha. Đổ hũ á. Đổ hũ gì được rồi, đổ hũ gì. Để đó luôn, để đó luôn. Bờ đê nó còn quê. Hũ à, không xài nữa. Nhưng mà ý là để dành có xài gì xài. Đúng rồi. Mình cắn cái cà ăn cái cà nhấp luôn à. Nó mượn con ăn cơ tư nè con. Nóng hay bà hả nóng. Con nhỏ. Đây bóc đi. Ăn thử cho. Ăn thử ơi. Thử nghiệm trước nè. Ừ. Thí nghiệm con chơi thử đạp trước cho. Ừ, bẹ. Ngon, giòn không? Trời ơi, nhai rốt. Ngon. Ngon không? Ngon, ngon ba. Ngon. Phải cay chút nữa mới ngon. Ừ. Cay chút đi. Cay chưa cay nhiều ha. Bỏ một bữa miếng ớt thôi. Thôi được rồi. Ớt này không cay. Ừ, ớt này không cay. Không, cũng cay ha. Nhưng mà không cay nhiều. Hay hay à. Xong. Hấp dẫn quá. Ừ, mẹ ơi. Sườn nướng. Đâu, cúc nướng, sườn nướng. Ừ. Rồi, có bao ốc. Ê, mày ăn liền ngay đó luôn, mày cầm mày chén muối ớt làm chi vậy? Ăn với, ăn với, ăn với. Mày ăn muối đi. Ê. Xong món nhất giờ món hai nha. Ô, hàng đẹp luôn. Ồ, hai người nướng đã luôn. Anh cho nó tắt lửa chứ Tùng. Lấy cây nè. Không để. Cái này dâu quá. Chà đi, lại đi.
đem vô trà lại sơ cái đi. Sườn nướng nè, cút nướng, ốc bu nướng, đây em đầu bếp. Ba cút trước đi, mình nướng mình ăn trước. Ba con luôn đi. Mày. Không hiểu mày. Bỏ sườn nó nướng luôn. Ủa quá trời cút. Ủa anh nướng sườn nhiều cút á. Có 4, 5 cút à. 5 cút. 5 cút. Cứ từ từ đi. Mình chỉ quan tâm tới sườn chứ cút thôi. Đó là chỉ... Cho cút lên hết rồi xác lên trên đi rồi sườn nó lên. Bây giờ có ba con ốc rồi, giờ chia sao? Giờ vậy sao? Con ăn con bự, chú Tung ăn hai con nhỏ. Có, tao ăn hai con bự, mày ăn con nhỏ. Sao kỳ á? Thì người bự phải ăn con bự chứ giờ sao? Người nhỏ ăn con bự chết đâu. Chết sao không chết mày? Chết là tội gì? Rồi lấy ra quất coi. Được. Nóng nha mày. Con nào, con này trước nè. Rồi, cho mày ăn trước luôn á. Đó, mày ăn con nhỏ con mày đó. Gì? Nóng lắm à. Ủa sao nó không tắt mài? Ừ. Sao không tắt mài? Thì mình khui mài lên nó mới tắt mài được chứ. Trời ơi nó rụt luôn á chứ chín cái gì. Lấy tay mà cầm coi. Nóng hả? Trái cái tay nè. Không có tay nè. Lấy cái chén, lấy cái dĩa, cái để cái đó. Để lên đây. Lấy cái này chỉ vô. Lấy muỗng chỉ vô. Rớt. Tại sao? Chỉ vô cái mài đó. Tôi kêu mà để lên đây nè. Để lên đây nè. Giữ. Cầm nhiều cứt khó. Ô, cứ ngắt hả? Chưa có chín mà sao không chín xì ra từ lưu hết luôn mà. Tôi cần gấp con này thử. Hai con. Ấy nước ra. Con nào không vậy? Ồ. Con này à? Dài dữ hả? Còn nóng hả? Đưa con cây tâm của chú Trung rồi cô vô lấy nha. Ừ. Ừ. Thôi. Ít thôi. Ít nước mắt qua thôi. Vũ vô rớt xuống hết. Trong không mặn chát. Rồi à, quất. Còn giảm hàng.
dài không? Rồi, con bự của tao. Hả? Thấy con bự của tao. Rồi. Mẹ ăn con đó là mày muốn gì nữa? Muối. Thôi được rồi, ừ. Nãy con bỏ muối vô chưa? Ôi cha mẹ ơi, má ơi, nóng quá. Mời mọi người nha. Con cua thường. Tại ăn con nở nhất ra. Chứ còn con nào nữa đâu mày hỏi. Còn con đó. Chú dính cục ớt, cục muối mặn bị á mèn. Không phải nó không chín mà tại nó bị dính luôn rồi. Con này bị sát luôn rồi, chín quá nó sát luôn á. Má hào mồi quá. Ngoài ơi. Không biết mặn không mà chừng chấm nữa. Cha thử thân rồi cái bên này rồi luôn chấm. Được không? Nóng. Nóng. Ngon nha. Vừa ăn à. Ngon à. Được. Đang chữ hả? Nhiều hả? Nè ha, ăn con nè. Nóng á. Nóng nhiều thật lắm. Ngồi ngắt nữa. Cái xương giò giòn ngay luôn. Xong rồi bẹp luôn hả? Con nhếp lóc mà con. Cái gì tìm ngồi sao? Ốc kép hả? Ốc kép hả? Con sên vô lỗ đít á. Vô bộ. Vừa ăn cái miếng mà nó cháy cháy lắm. Nó giòn lụm mà nó thơm. Mua thôi, người ta làm tại chỗ rồi đem về luôn á. Mua được còn sống hả? Dạ. Nó hàng chi bả thịt nó khác lắm à. Nhiều ký hả? Con không nhớ. Nó con ký, bán con. Bán con hả? Con mấy ngàn gì? Con vài ngàn gì? 15 ngàn á. Cái gì con? Mỹ. Con 15 ngàn hả? Dám đâu. Nó nướng con có 15 ngàn à. Nó mặn nướng con 15 ngàn. Bán con sống 15 ngàn. Nó làm con này. Nó sống chắc 7-8 ngàn à. Ừ. Nó mua làm xong mà nó nướng. Con hết rồi 75 ngàn nhưng mà con sao nói có còn có 70. Trời ơi, bớt có 5 ngàn mà nấu quá nè. 5 con mà 70 ngàn. Ừ, mấy con? 5 con chứ mấy? Ừ, đúng rồi, tính 15 ngàn con. Nó nói rồi, 1 ngàn rồi không chịu. Không chịu, tại chỗ không còn sống đúng rồi. Đúng rồi anh ơi. Khúc này khúc tươi. Bận khúc kia là khúc gì rồi không biết. Khúc người ta làm rồi, cái nó để qua. Đúng rồi. Đó, nhiều khi cút đẻ. Mấy kia cút đẻ. Cút này nó có trứng được. Cái này là cút mua quá. Có trứng đâu? Con không biết nhưng mà con thấy chỗ đấy không biết con có trứng. Con cút đẻ. Con cái hậu đó. Cái bộ mình. Trời ơi. Để con đi. Ê, nó bỏ cái hay không? Nó mẹ bỏ luôn, để nó bỏ lại luôn. Đặt nó đi. Ở cái đó đi. Lấy cái đó để chụp. Bảy cái đó để chụp. Để chụp chứ không phải đi ập. Cũng mở cái này ra. Rồi cầm lại một nồi cho nó nằm vô đó luôn cho cột cho nó khỏe. Mày còn con các cụ mới tới mai luôn á. Trời ơi, thiệt là làm gì mà trời luôn.
cổ. Học cổ. Học cổ. Thằng trời đất này mày xiết cổ nó. Nó chết. Cổ cho cổ cổ. Nó luôn chết vì mày cắt cổ mà chết vì ngợp. Học cho. Cậu cái gì? Cậu cái gì? Học liền với đâu à? Đó là mang dịch.
từ sáng tới giờ chưa xong. Ghê mấy dịch này quằn ghê thiệt. Đãi thợ nấu, thợ làm dịch. Bà này làm đủ ba vịt chưa lại ngồi ăn hả? Con ăn được rồi. Một con cũng ăn được hả? Đừng có bay khỏe giờ con quay. Bà nào mới đủ hả? Ủa gì cái này bò hả? Bò trụng bởi cưng đặng sắt làm bò kho. À. Tupper nha, tupper nó ngồi nó ăn à. Phải quay thằng tupper chứ, thằng tupper nó thê thảm quá nè. Đó, nè đó. Tupper nó mằn vịt không á nha bà con. Bắt được không nó mằn vịt. Ê, lên sóng không có nói bậy nha. Đang lên sóng không có nói gì bậy bậy ấy ấy đó. Không có mới nghe nói gì kìa, ấy ấy gì kìa. Ê, cho chị bự cái ghế nhảy lên cho bắt đi lên sóng con. Còn cái ghế. Chuyện lại cho ba bắt Út lên trên cái ghế thùng bắt. Đây là hai cốt vịt. Ủa bà nó ngồi tành bành là còn phê thiên quỷ già ơi. Đây là đầu vịt. Đây là lông vịt. Có lại rồi. Đây không câu vịt không. Quay cho đủ hết đi nhìn. Trời ơi nguyên một mâm đầu vịt không. Ủa khỏe mày mày đang mua mặt tao. Đang vịt. Cái này chút xin miếng ướp nướng. Gì trời. Con cá bóp.
quay nữa quá trời. Không có đồ cả giải hả? Không có, đây không có đâu. Không có mà giờ đâu có. Lấy cái sóng lưng á, đừng lấy dao, lấy cái sóng sóng dao á. Sóng dao, ờ vậy đó, được. Đó. Mày mới có giải kìa. Mơ lên chơi đừng ngon với tôi á.